Ai Việt Nam xin chào các bạn khán giả. Thời gian gần đây, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc khi thấy Nanocovax im hơi lặng tiếng sau một thời gian dài hô mưa gọi gió trên các diễn đàn truyền thông trong nước. Liệu có phải Nanocovax đã thất bại rồi không? Vậy còn ở thị trường Ấn Độ, quốc gia đã ký chuyển giao công nghệ của Nanocovax thì sao? Có chịu chung số phận hay không? Các bạn thân mến, sau khi Việt Nam ký kết chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Nanocovax cho Ấn Độ, thì chiều ngày 23 tháng 9, tại Viện Khoa học Công nghệ Y tế Liên hợp Ấn Độ đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác nghiên cứu, đánh giá chất lượng của vaccine Nanocovax do Nanogen Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Theo những phản hồi ban đầu, loại vaccine made in Việt Nam này đang được thử nghiệm và đánh giá cực cao ở Ấn Độ. Đến đây hẳn các bạn cũng nhận ra sự mâu thuẫn. Tại sao Việt Nam thì Nanogen lại im hơi lặng tiếng, trong khi tại Ấn Độ thì lại gây được tiếng vang? Truy ngược lại thời điểm ban đầu, liệu rằng việc Nanogen trao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 Nanocovax cho một công ty Ấn Độ sản xuất có phải vấn đề chỉ nằm ở trên phương diện kinh tế hay còn phương diện nào khác? Và có bao giờ dính líu đến vấn đề chính trị hay không? Câu hỏi sẽ được làm rõ trong video này của Ai Việt Nam. Nhớ xem hết để không bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nhé! Quay trở lại thông tin về việc Nanocovax đang được đánh giá cực cao tại Ấn Độ. Không cần nói thêm thì các bạn cũng biết, Ấn Độ chính là nơi đầu tiên phát hiện ra biến chủng Delta của virus. Điều này chắc chắn sẽ giúp vaccine Nanocovax được phê duyệt sớm hơn. Vậy chi tiết quá trình đánh giá vaccine Việt Nam ở trên đất khách như thế nào? Theo thông tin từ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 23 tháng 9, lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU giữa Viện Nghiên cứu TSSTI Ấn Độ với ông Lương Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc Nanogen đã diễn ra. Tham dự buổi lễ này có những nhà lãnh đạo chủ chốt trong ngành y tế Ấn Độ như Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Ấn Độ Renu Swarup, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cùng các thành viên trong nhóm đặc trách về ngoại giao vaccine. Theo thỏa thuận, việc TSSTI sẽ hợp tác để đánh giá tính sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax. Cụ thể, công ty Nanogen sẽ gửi mẫu tế bào đơn nhân máu ngoại vi của những người tham gia thử nghiệm Nanocovax trong giai đoạn 3 tới TSSTI để tiến hành các đánh giá sinh miễn dịch. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận các mẫu cuối cùng, TSSTI sẽ hoàn thành các xét nghiệm và gửi kết quả trở lại cho Nanogen. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà thỏa thuận này còn mở ra một cơ hội mới cho vaccine made in Việt Nam. Nó đánh dấu mốc lần đầu tiên vaccine COVID-19 Việt Nam được một phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế nhận đánh giá. Kết quả tại đây rất quan trọng, chắc chắn là sẽ có sức nặng hơn vì đây là kết quả khách quan từ một tổ chức quốc tế, chứ không phải chỉ là báo cáo một chiều từ phía Việt Nam chúng ta. Đây sẽ là nền móng để Nanogen triển khai các bước tiếp theo để vươn ra thế giới. Trong đó có hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp. Tiếp đến là việc sản xuất hàng loạt vaccine Nanocovax tại Việt Nam và Ấn Độ. Từ đó, việc Nanogen tiếp cận với quốc tế sẽ không còn xa nữa. Nó sẽ được thực hiện song song. Bên cạnh việc sản xuất, cung ứng cho Việt Nam về phòng chống dịch COVID-19, sự hợp tác giữa Nanogen và TSSTI là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước, nhất là đánh giá hiệu quả, chất lượng và tiến hành thử nghiệm các vaccine COVID-19 khác mà Việt Nam đang tiến hành nghiên cứu, phát triển. Tất nhiên, công ty TSSTI, nơi mà được Nanogen chọn mặt gửi vàng, cũng có nhiều tiếng tăm trong giới công nghệ sinh học quốc tế. Sau đây, Ai Việt Nam xin phép phác họa bức chân dung của TSSTI để các bạn khán giả hiểu rõ hơn về đối tác này. Viện TSSTI là đơn vị thuộc Cục Công nghệ Sinh học Bộ Khoa học Công nghệ Ấn Độ. Còn Ấn Độ, đương nhiên là một cường quốc dược phẩm, điều này không cần nói nhiều, ai cũng biết. Nước này hiện đang sản xuất hơn 60% lượng vaccine trên toàn cầu và là nơi đặt trụ sở của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Vượt qua thách thức COVID-19, ngành công nghiệp dược của nước này ước tính sẽ tăng gấp 3 lần lên khoảng 130 tỷ đô la vào năm 2030. Còn TSSTI là viện nghiên cứu lớn, có uy tín của Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá lâm sàng vaccine. Việc TSSTI đã tham gia nhiều dự án phát triển và đánh giá, thử nghiệm các vaccine của Ấn Độ như Covaxin, Zico-VD, Covevax. Đầu năm 2020, Viện TSSTI đã được Liên minh CEPI chọn bổ sung vào mạng lưới các viện nghiên cứu để đánh giá chất lượng vaccine COVID-19 trên toàn thế giới. Mạng lưới này hiện có 10 viện nghiên cứu tại Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Italy, Ấn Độ. Theo thỏa thuận, việc TSSTI sẽ hợp tác đánh giá tính sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển. Qua những lý do trên, có thể thấy TSSTI rất xứng đáng để Nanogen trao hy vọng, nhận về những đánh giá khách quan, có sức nặng và tiếng vang, để Nanocovax sớm được cấp phép khẩn cấp tại Việt Nam.
Liên tiếp là những tin cực kỳ khả quan về Nanocovax. Điều này hy vọng cũng là hồi chuông Nanocovax sớm được WHO phê duyệt và đưa vào tiêm chủng rộng rãi. Còn nhớ từ khi COVID-19 có chiều hướng bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, nhiều ông lớn ngành dược trên thế giới đã vào cuộc sản xuất vaccine. Đó cũng là ý tưởng một loại vaccine made in Việt Nam, mang niềm tự hào Việt của Nanoken được ra đời. Nhưng phải đến tháng 5 năm 2020, bằng việc đầu tư nguồn lực con người, nâng cấp trang thiết bị vật tư, cơ sở hạ tầng để nghiên cứu, bào chế vaccine, Nanoken mới được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt vào danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia với công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp, đặc tính nổi trội là an toàn, chi phí thấp, bảo quản lại dễ dàng. Chỉ cần vaccine Nanocovax được phê duyệt sẽ mở ra một lối đi mới cho ngành dược của Việt Nam. Cái lợi ngay trước mắt là có thể bù đắp được 30 triệu liều vaccine thiếu hụt trong mục tiêu đạt được 170 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân của chính phủ. Một đại diện của công ty Nanogen khẳng định, cho đến nay ở Việt Nam, chưa có một công ty tư nhân nào nghiên cứu một loại vaccine có số mẫu thử nhiều như chúng tôi, lên tới trên 13.000 người. Đặc biệt, đây lại là vaccine phòng COVID-19. Trong suốt 2 năm, các giai đoạn thử nghiệm của công ty đều phải cung cấp các bằng chứng khoa học để thuyết phục tất cả các thành viên của Hội đồng Đạo đức về tính an toàn. Chúng tôi phải giải thích từng ca khi tiêm thử nghiệm, trong đó hầu như đều an toàn. Chỉ có một vài ca phản ứng nhẹ, phải ngừng nghiên cứu. Tất cả những số liệu về các ca này đều được công khai, không hề giấu giếm. Về tính bảo vệ, kết quả lấy máu của tình nguyện viên sau 14 ngày tiêm vaccine thử trên các chủng virus Vũ Hán, Alpha, Delta, tất cả đều trung hòa ở mật độ cao. Thế nhưng hơi đáng buồn một chút, kết quả phiên họp của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia chiều ngày 18 tháng 8 kết luận, Nanocovax có tính sinh miễn dịch dựa trên dữ liệu báo cáo kết quả thử nghiệm giữa kỳ lâm sàng giai đoạn 3, tính đến thời điểm hiện tại. Mặc dù cả nước đang mong mỏi từng ngày để chờ đợi vaccine nhà làm, tuy nhiên vaccine Nanocovax vẫn chưa được phê duyệt khẩn cấp. Vậy lý do là do đâu? Trước tiên chúng ta cần biết rằng, vaccine không giống như thuốc mà là sản phẩm rất đặc biệt. Nó có ý nghĩa cộng đồng rất lớn. Chính vì thế nếu vaccine không được nghiên cứu tử tế, đúng quy trình mà đã được đưa ra cho người dân sử dụng thì hậu quả rất khôn lường. Để một vaccine được cấp phép thì phải đảm bảo được tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ. Có như vậy thì cơ quan chuyên môn mới xem xét vaccine có được cấp phép hay không. Còn nhiều bạn hỏi ai Việt Nam sao không đệ trình lên WHO, chỉ cần được WHO thông qua là được, thì câu trả lời là chỉ cần chúng ta làm đúng quy trình, có các công bố khoa học trong và ngoài nước thì WHO sẽ tự dựa vào đó để công nhận. Nhưng việc đó tin chắc là sẽ không còn xa, bởi công nghệ của Nanocovax đang được một cường quốc y dược như Ấn Độ tiếp nhận, mà đấy cũng chính là nơi sản xuất nhiều và lớn nhất thế giới. Điều đó sẽ nâng tầm uy tín của Việt Nam, của vaccine Nanocovax và của công ty Nanoken lên. Có thể thấy đây là nước đi chiến lược của lãnh đạo công ty, để thông báo với thế giới rằng Việt Nam hiện đã xứng tầm, có số má về y tế, về khoa học. Thực sự trong khu vực Đông Nam Á, không mấy quốc gia có được uy tín như Việt Nam hiện nay. Ngoài ý nghĩa về kinh tế, công nghệ như trên, việc làm này còn mang ý nghĩa chính trị, thể hiện mối quan hệ, kết nối của hai quốc gia Việt Nam, Ấn Độ. Đây chính là nghệ thuật ngoại giao khôn khéo của Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ của Ấn Độ. Các bạn đừng quên, dù gì đi nữa, về vị trí địa chính trị, Ấn Độ cũng nằm trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nơi đang xảy ra nhiều tranh chấp về lợi ích giữa các bên. Sự ủng hộ của Ấn Độ có một ý nghĩa to lớn với chúng ta. Trung Quốc có thể là một quốc gia lớn, có thể ăn hiếp nhiều quốc gia, nhưng không dễ gì ăn hiếp một cường quốc như Ấn Độ. Ấn Độ có dân số đứng thứ hai thế giới và ngang ngửa với Trung Quốc. Xét về địa thế, Ấn Độ cũng không thua gì Trung Quốc. Bởi vậy, khi chúng ta, một nước nhỏ về diện tích và có võ, đồng thời lại được Ấn Độ và nhiều quốc gia khác yểm trợ thì khác gì hổ mọc thêm cánh. Nếu tinh ý có thể nhận thấy, Việt Nam đa phương hóa, là bạn với tất cả các quốc gia. Thế nhưng Việt Nam luôn biết chọn bạn mà chơi, biết chọn những quốc gia có tính cách chiến lược và chiến thuật để đối tác như Ấn Độ, như Nga. Đó chính là nghệ thuật ngoại giao đỉnh cao của Việt Nam. Với những tín hiệu khả quan về vaccine Nanocovax đến từ phía bạn bè quốc tế và đặc biệt là tại Ấn Độ, nơi đầu tiên phát hiện ra biến chủng Delta, thì chúng ta sẽ có thêm hy vọng về một ngày không xa vaccine made in Việt Nam sẽ sớm được phê duyệt. Anh Việt Nam cũng như tất cả những bạn khán giả rất mong ngày đó đến thật mau, để chúng ta có thêm một chiến binh vaccine COVID-19 trên trường quốc tế, để đẩy lùi dịch bệnh và để chúng ta sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!